xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mời cả nhà cùng theo chân em đi vào nhà cô Út để mình xem cô Út làm món mứt gừng nhé cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em vào nhà cô Út để mình xem công thức làm mứt gừng nha. Rồi đi thôi. Mình xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ các bạn cách làm mứt gừng không cần sên ha, mà mứt vẫn ngon. Đầu tiên thì mình rửa cái gừng này trước ha. Các bạn mua cái gừng rửa cái ấm cho to cho trắng mình làm mà nhanh ha. Sau khi mình ngâm gừng được một ngày ha, mình ngâm từ sáng tới chiều, giờ mình chuẩn bị làm cái gừng. Mình mua cái ấm nó to nè, mình cạo nó dễ lắm, cái vỏ nó mỏng. Các bạn mua gừng thì lựa cái gừng đừng quá già đừng quá non ha. Các bạn lấy cái muỗng cạo nè, cạo rất là dễ. Mua già quá thì miếng mứt mình nó bị đen, mà non quá thì gừng mứt mình nó trắng, nó không cay. Còn già quá mình ăn nó có cái độ đắng đó các bạn. Bạn mua dừa ra lựa miếng gừng, cái củ gừng mình cho nó dừa, mà gần Tết rồi họ canh họ trồng cũng vừa ăn lắm. Giờ mình mua vậy là rất là vừa làm ha, miếng mứt mình đẹp lắm các bạn, làm ra mứt đẹp lắm. Giờ các bạn cứ cạo tiếp ha. Sau khi mình gọt xong rồi mình rửa, các bạn rửa lại nhiều nước cho nó sạch cái vỏ. Giờ thì mình bào luôn ha, các bạn thích ăn dày hay ăn mỏng thì tùy ha. Mình bào dày thì ăn nó cay, mỏng ăn nó không cay. Mình nghĩ là bào dày nó vừa, năm nào mình cũng làm đó các bạn. Mình làm mình cứ canh cái bằng bào mình cải vị dừa ha. Có năm mình làm bán đó các bạn. Hôm nay thì mình làm ít đủ ăn thôi. Hôm nay mình làm, mình chia sẻ cho các bạn cách mà mình làm gừng không có sên á. Đây là bí quyết của mình làm, mà đó giờ mình làm nay cả chục năm rồi các bạn. Năm nào mình cũng làm ăn Tết rồi biếu tặng, có năm mình làm bán nữa. Cái gừng mình đã bào xong rồi, giờ mình chuẩn bị sắc chanh mình ngâm á. Nửa cái gừng mình sắc hai cái chanh, mà chanh mình không nước mình sắc thêm á. Các bạn ngâm chanh cho nó cái nước, cho mình làm cái nước cho nó chua, nó tẩy gừng mình nó trắng, mình khỏi cần ngâm quá chất gì ha. Cái chanh này mình ngâm gừng thôi, các bạn cứ để vỏ vô luôn, mình quậy cái nước mình cho chua, vì chanh mình hôm nay còn non quá. Trước khi mình ngâm chanh này mình rửa ha. Cái gừng này các bạn rửa vài ba nước cho nó hết thăng cái mùi gừng ha, rồi mình ngâm chanh. Nếu mà các bạn sợ cay, các bạn ngâm một ngày hay một đêm thì cũng được, nó bớt cái chất cay. Nhưng mà mình ăn cay, cái gừng mình cũng ít cay nữa, thì mình ngâm ít tiếng là mình luộc được rồi các bạn. Các bạn cứ để vỏ vô rồi mình ặn cho hết cái chất chua vô, vì cái chanh mình nó non á, mình tận dụng cho nó hết. Mình quậy sao cái nước mình chua chua, mình ngâm cái gừng mình nó tẩy trắng á. Cái này rồi mình ngâm chanh mình tẩy cái gừng mình cho trắng á. Giờ mình ngâm để đây á, mình ngâm đây nửa ngày rồi mình mới luộc. Giờ thì cái gừng mình ngâm được 4-5 tiếng rồi các bạn. Giờ mình đổ ra mình luộc. Cái gừng này cũng ít cay nữa. Nếu mà mình sợ cay mình ngâm một ngày ha, hoặc là một đêm cũng được. Khi mà vớt lên mình rửa cho nhiều nước ha. Mình rửa cho sạch cái miếng gừng mình nó mới trắng. Nửa cái gừng này mình cho khoảng 2 lít nước các bạn. Mình luộc, mình sắc chanh vô. Tùy theo chanh ha, các bạn sắc sắc 2-3 trái gì đó, bạn sắc niêm sao mà cái nước mình cho nó hơi chua chua ha. Mình ngâm chanh mà giờ mình cũng luộc bằng chanh nữa. Rồi mình nặng cái nước chanh vô, mình nếm là giờ nó chua chua. Nếu mà chanh mình không nước thì mình làm 2-3 trái luôn ha. Hôm nay chanh mình ít nước á, mình làm 3 trái luôn, 4 trái luôn mà nó cũng chưa chua nữa. Giờ thì cái nước mình đã sôi rồi ha, mình để gừng vô mình luộc. Mình luộc tính là khi mà nước sôi mình tính luộc phải đúng 30 phút ha. Cái gừng mình nó chín, mình luộc cho lâu quá, cái miếng gừng mứt gừng mình nó ăn nó chín, cái gừng nó mềm, nó không ăn mùi gừng. Ăn vô nó mềm mềm, nó ngon các bạn. Các bạn mà luộc ít quá mình ăn nó còn cái sơ mà nó có một cái mùi gừng. Nó ăn hăng, mà ăn nó có cái sơ, còn mình luộc nó chín luôn, mình ăn nó mềm mềm, dẻo dẻo ngon lắm. Các bạn luộc cho mình 30 phút nha. Giờ thì cái gừng mình đã đủ 30 phút rồi, giờ mình vớt ra ha. Các bạn thấy miếng gừng mình luộc không, nó dằn hực luôn. Giờ mình chuẩn bị vớt. Khi mà cái gừng mình đã vớt ra rồi, các bạn nhớ ha, mình đổ ra rồi mình ngâm nước nha. Ngâm 2 phút. Ngâm nước 2 phút xong rồi mình rửa lại, rửa nó thiệt sạch. Các bạn nhớ là rửa cho sạch cái nước chanh ha.
Nếu mình rửa không sạch cái nước chanh đó thì sau khi mình trộn đường vô mình phơi nó không có lợi đường hết các bạn ha. Các bạn rửa cho được 3-4 nước ha. Giờ thì mình bắt nước lên, nước đã sôi rồi mình luộc lại ha. Các bạn luộc lại lần thứ hai này luộc 10 phút ha. Lần đầu mình luộc đã chín gừng rồi, lần sau mình luộc với xả lại xả nước chanh á. Nhưng mình rửa lại cho nước chanh cho sạch thôi. Các bạn luộc cho mình 10 phút nha. Sau khi mình luộc 10 phút rồi mình vớt ra, mình đổ ra cái rá này cho ráo nước ha. Các bạn nhớ là mình đừng có rửa nha. Lần thứ hai mình khỏi rửa. Mình để cho nó nấm vậy đằng nước đường nó mau tan ha các bạn. Các bạn ơi, giờ mình chuẩn bị ướp đường vô gừng ha. Đây là mình có nửa cái gừng mình gọt ra còn 400g. Mình gọt xong rồi mình bào xong mình cân ha, quên nói với các bạn. Mình cân là được 400g, giờ mình để vô 400g đường. Thì cái gừng nó ít hao các bạn, mà thường gừng mình gọt thì còn 350g à. Nhưng mà gừng này ít hao còn 400. Thì mình làm 400g đường ha. Giờ mình ướp đây. Mình trộn cái gừng mình còn nóng á. Mình trộn nó mau tan lắm. Xong rồi mình để đây một đêm á, sáng hôm sau mình đem phơi. Các bạn đừng có phơi liền nha. Phơi liền cái đường mình nó chưa tan, nó còn hộp đường á. Ra ngoài nắng á, nó khó tan lắm. Mà nó phơi nó lâu nữa ha. Giờ mình ướp đây vô cái gừng mình nó nóng á, vô mau tan lắm. Nhưng mà mình đừng có phơi nha. Nếu mà mình làm ban ngày cũng vậy, mình cũng phải ướp cả ngày cho nó thấm vô cái gừng mình ha. Mình mới phơi, chứ mình ướp mà đem phơi liền là nó không ngon các bạn ha. Cái gừng mình còn nóng trộn nó mau tan các bạn, giờ nó tan hết mình để đây á, sáng sau mình phơi. Các bạn ơi, sáng cái gừng mình nó đã thấm ha. Các bạn nhìn thấy cái mức mình nó thấm, nó vàng hực ngon chưa. Giờ mình đổ ra đây mình phơi ha. Mình phơi mới phơi bữa đầu, mình không cần phơi mỏng các bạn. Mình để vô cái thau cho nó có nước đường và mình phơi ha, nó mới ngon. Các bạn mà banh mỏng một ngày nó khô rồi, nhưng miếng mứt mình không ngon, mình phải phơi hai ngày miếng mứt mình nó mới ngon ha. Mình đã phơi một ngày rồi ha, giờ nó keo lại, giờ mình banh mỏng ra rồi cái mâm mình phơi các bạn ha, cũng đừng có mỏng luôn, cho nó thấm vô đường nè. Mình mỏng nó mau khô là miếng mứt mình không ngon nữa. Các bạn ơi, mứt gừng mình được ngày rưỡi rồi, giờ nó đã lời đường nè, nó có cát rồi, giờ tới chiều nó đã khô rồi đó, ngon quá chừng luôn các bạn, dần thật luôn, miếng mứt trong veo giờ nó lên cát ngon quá. Các bạn ơi, cái mứt gừng mình đã khô rồi ha, ngon quá chừng luôn nè các bạn, trắng thiếu luôn ha, trong veo luôn, dần thật luôn. Cái gừng này làm mứt ngon lắm. Cách của mình làm cái mứt này mình không có sên ha, mình chỉ phơi không mà cái mứt ngon không, rất là ngon các bạn. Các bạn thấy mứt nè, trong veo luôn ha, trắng nõn, không có quá chất, không có thuốc men, không có để gì ra các bạn ha. Mình chỉ ngâm chanh thôi, cái mứt ngon lắm. Bây giờ mình sắp ra dĩa, mời các bạn cùng ăn nha. Nửa ký gừng này mình làm chắc được 400g đó các bạn. Cái gừng này gọt ít hao lắm. Giờ mình sắp ra dĩa, mời các bạn ăn với mình nha. Các bạn ơi, giờ mình sắp ra dĩa, mời các bạn. Quá chừng nha. Mình phơi khô, mình để dành ăn cả năm luôn các bạn. Ăn Tết xong rồi mình cứ để ra sáng mình uống nước. Ăn hơi mứt gừng mình đã sắp ra dĩa rồi, mời các bạn cùng ăn nha. Ngon quá chừng luôn nè, mứt mình nó trắng phiếu trong queo ha. Mình làm cách này mứt mình nó ngon lắm mà để được lâu các bạn ha. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Video mình đến đây mình xin kết thúc, mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau, nếu các bạn thấy được xin ủng hộ mình nha. Mình xin chào, bye bye. Món ăn món mứt gừng của em đến đây là kết thúc nhé cả nhà. Thì các anh chị thấy hay thì cho em một like và một subscribe để em có động lực làm video tiếp theo nhé cả nhà. Cả nhà thấy món ăn của cô Út làm có ngon thì cho cô Út xin một like nhé cả nhà. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạ.